Đây, xin chào tất cả anh em nhé. Sáng nay ra sau vườn giới thiệu cho anh em một cái cây bonsai rất lạ này. Cây này chắc Việt Nam mình chắc chưa ai chơi. Mà cành nó cũng rất dẻo anh em ạ. Cây này thì có cái bệ khá đẹp. Bệ của nó là anh em. Nó trùm hết cả cái thau này. Đấy. Bệ phía dưới này. Tôi đang dâm ủ cho nó mà nó lên khá khỏe anh em ạ. Cây này lần đầu tiên tôi trồng. Cái cây này là gọi người ta gọi là cái cây quả sổ đấy anh em. Quả nó như cái nắm đấm ấy này. Mà quả này ăn rất chua anh em ạ. Trẻ em người ta thích ăn lắm. Quả này thì mình có thể là nấu canh chua này. Hoa của nó rất đẹp nha anh em nhé. Cây này chơi bonsai mà gọi là độc lạ. Có một cây thôi anh em. Nó nằm trong dãy nhà tôi. Trước tôi hay hái ăn quả, sau là tôi đào về. Quả nó sai lắm. Cây này thì trồng chắc khoảng 2 năm ra quả. Giờ tôi cập nhật những cái hình ảnh hoa quả của cây này anh em xem nhé. Và cái cây này được trẻ em người ta ăn với cái gì nhé. Cây này thì chắc cành như này thì chắc khoảng tháng sau là uốn rồi anh em. Đây này anh em này, nhìn nó non non này chứ nó rất dẻo luôn, cành không cứng. Đây mà tạo ra bonsai này. Độc lạ. Bên cạnh tôi nhổt cái cây gai hoa trinh nữ trong những cái chậu này. Chờ mấy cái này nó mới lại.